Chào các bạn, chào các em. Thì hôm nay mình sẽ có một cái phần trao đổi cùng nhau liên quan đến một cái chủ đề rất là thú vị và nghĩ rằng là cũng nhiều người quan tâm đến cái chủ đề này trong thời gian vừa qua, và cũng có rất nhiều những cái trường hợp mà mình có thể đọc trên báo, trên trí liên quan đến việc mà một bên đặt trong cái bối cảnh của hợp đồng thuê nhà đi, hợp đồng thuê nhà, thuê địa điểm đi. Trong cái bối cảnh Covid thì họ bị đóng cửa và họ muốn là được miễn giảm, không phải đóng cái tiền thuê nhà, thuê đất trong cái thời gian mà họ bị đóng cửa đó. Nhưng mà tuy nhiên là vẫn có rất nhiều cái tranh cãi pháp lý liên quan đến việc là cái cơ sở pháp lý nào để họ có thể làm được việc đấy, cơ sở theo hợp đồng, cơ sở theo luật, với những cái vấn đề cãi nhau mà ngoài luật nữa thì mình sẽ không nói đến cái vấn đề cãi nhau ngoài luật, thì và anh cũng không 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 nêu tên bất cứ cái mình cũng không nêu tên bất cứ một cái trường hợp cụ thể nào đây cả. Đây hoàn toàn là một cái cuộc thảo luận tính chất là academic một chút thôi. Thì một số cái background để mọi người cùng chia sẻ với mọi người một chút cái background, thì không chỉ ở Việt Nam mà khắp mọi nơi trên thế giới, cái việc Covid gây nên những cái hậu quả cho các bên làm ăn kinh doanh là cái việc hoàn toàn là thực tế, và rất nhiều bên đã hứng chịu những cái hậu quả từ những cái lệnh giới nghiêm, rồi lệnh hạn chế kinh doanh, rồi hạn chế mở cửa trong suốt cái thời kỳ Covid 2 năm vừa rồi. Thì những cái bên bị ảnh hưởng đó thì người ta luôn muốn rằng là người ta vin vào cái những cái lý do đó để người ta được giảm trừ hoặc người ta được miễn thực hiện những phần nghĩa vụ nhất định trong những cái hợp đồng. Ở trong ở đây mình nói đến bối cảnh hợp đồng thuê thì có rất nhiều cái cách thức để cái bên đó tranh luận trong cái việc được miễn, được giảm hay là được không thực hiện cái phần nghĩa vụ đó, đúng không? Họ có thể dựa vào những cái điều khoản ở trong hợp đồng, điều khoản về hardship ở trong hợp đồng chẳng hạn, điều khoản về force majeure, điều sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng chẳng hạn, và những cái vấn đề khác ở trong hợp đồng. Thì những cái tranh luận liên quan hợp đồng thì mình phải nhìn vào cái hợp đồng của họ xem họ viết gì thì mình mới có thể nói được. Thì ở đây là mình không có hợp đồng thì mình sẽ nói đến những cái tranh luận theo luật. Thế thì tại luật chẳng hạn thì cũng nhiều người đưa ra những cái argument liên quan đến việc là sự kiện bất khả kháng hay là những cái điều khoản thay đổi cơ bản, cái điều 419 hay 420 thì đó, không nhớ lắm, của Bộ luật dân sự. Trong cái trường hợp rằng là giả sử là có những cái hoàn cảnh thay đổi cơ bản liên quan cái hợp đồng đó thì một bên phải có quyền được yêu cầu tòa để đại khái là chỉnh sửa và sửa đổi cái hợp đồng đó. Thì tất cả những cái argument đấy là đều là những cái possible argument, không phủ nhận, đúng không? Dựa vào những cái tình huống cụ thể trong những cái giao dịch cụ thể thì những cái argument đó, những cái căn cứ đó sẽ có thể trở thành những cái căn cứ hiệu quả cho các bên trong việc là tranh luận để có thể làm giảm hoặc miễn trừ cái việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên là có một thực tế là mặc dù cãi nhau rất nhiều như thế, rất nhiều hội thảo và rất nhiều những cái cuộc bàn luận đã được mở ra, nhưng mà ít nhất ở hệ thống ở Anh và ở Úc, khi mà chúng ta nói đến những cái học thuyết gần gần tương tự như việc hoàn thành thay đổi cơ bản hay là sự kiện bất khả kháng, mà cụ thể ở đây học thuyết về frustration chẳng hạn, thì chưa có vụ kiện nào thành công cả trong cái việc mà dựa vào những cái học thuyết đó để giúp cho một bên là bên bị ảnh hưởng đó được miễn hoặc là giảm trừ cái phần nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Thì đấy là một cái thực tế đó. Và như tòa Anh người ta nói, người ta bảo rằng là cái học thuyết frustration để sinh ra phục vụ cho những cái trường hợp mà thực sự về mặt physically hoặc legally các bên không thể nào mà thực hiện được những cái phần nghĩa vụ của họ trong hợp đồng nữa. Còn trong cái trường hợp Covid đấy, các bên vẫn thực hiện được, chỉ có điều là một bên phải tốn thêm chi phí thôi. Thì cái việc là một bên phải tốn thêm chi phí đấy là việc mà business của các bên, và không bao giờ can thiệp vào cái việc tự do hợp đồng và cái việc là mối quan hệ của các bên cả. Đấy không phải việc của tòa, và anh rất ủng hộ cái trường phái đấy. Chứ không phải là giống như ngày một cái vụ kiện điển hình, anh không nhớ tên vụ liên quan đến frustration, cái văn vụ kiện mà có ông thuê khách sạn để đi xem cái sự kiện lên ngôi vua của cái vua nước Anh đó. Thì giờ ông vua đấy, ông ấy tự nhiên ông ấy không tổ chức cái buổi lễ nữa. Thì rõ ràng là cái việc mà thuê một cái phòng khách sạn để xem buổi lễ tiếp nhận ngôi vua bây giờ không có việc đấy xảy ra nữa thì nó không còn nữa. Thì đấy là những cái trường hợp mà về mặt physically là cái việc cái hợp đồng đấy người ta không thể nào mà người ta tiếp tục thực hiện được nữa. Thì trong những cái trường hợp như vậy, học thuyết frustration nó mới được sử dụng để nó giúp cho các bên không phải thực hiện cái nghĩa vụ theo hợp đồng. Tuy nhiên rằng là những cái Covid này thì đóng cửa thì ông phải thuê thêm mấy tháng, ông phải trả thêm tiền, thì đấy thực sự chỉ là việc mà phải trả thêm tiền thôi. Thì việc mà các bên phải trả thêm tiền ấy, thì không phải là cái căn cứ để tòa có thể can thiệp vào giúp cho một trong hai bên trong việc thực hiện là được miễn hay được giảm cái phần nghĩa vụ của mình. Giống như tòa Anh là nói là không có khái niệm là một cái limited frustration, không có khái niệm đó, không có một cái partial frustration, chỉ có một cái complete thôi, một là có hay là không. Thì đấy là cách nhìn nhận của tòa, mỗi người thì có một quan điểm, người ủng hộ, người phản đối. Đương nhiên
cá nhân anh thì anh ủng hộ cái trường phái đó. Thế thì nhiệm vụ của luật sư, ok, đấy là thực tế, và không 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 ủng hộ việc sử dụng frustration, thì đương nhiên là luật sư phải nghĩ ra một cái cách khác, đúng không? Khách hàng người ta hỏi là tóm lại bây giờ tôi phải làm gì, thế giờ luật sư phải nghĩ ra đủ các kiểu cạnh. Thế thì nghĩ trong nghĩ ngoài, hợp đồng không được thì bây giờ mình chạy ra ngoài hợp đồng, đúng không? Tất cả những cái claim về frustration thì đều là contractual claim, thì đấy là claim ở trong hợp đồng, mà bây giờ nó không thành công rồi thì là sẽ nhảy ra ngoài cái claim ở ngoài hợp đồng. Thế thì cái claim ở ngoài hợp đồng thì bây giờ mình làm nào thế này. Ok, thế thì claim ở ở ngoài hợp đồng thì đấy chính là cái mục đích của cái unjust enrichment rồi. Thì ở đây không có thought rồi, đấy nó chẳng liên quan gì đến thought cả. Thế thì unjust enrichment được có thể sẽ là một cái công cụ hiệu quả để giúp cho các bên tìm được một cái hướng khác, không phải anh không nói là đây là cái hướng duy nhất và là hướng 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 hợp lý nhất, hướng hay nhất. Tất nhiên tùy từng vụ sẽ có những cái cách thức argue khác nhau, nhưng mà nó sẽ là một cái hướng có thể giúp cho các bên trong việc là được miễn hoặc được giảm cái phần nghĩa vụ của mình trong hợp đồng thuê. Thế thì gần đây nhất là có một cái vụ ở tòa High Court của anh. High Court của anh là tòa sơ thẩm, phân biệt với cả High Court của Úc là tòa tối cao. Thế thì High Court của anh có một cái vụ London Trocadero kiện một hãng phim Picture House Cinema. Thế thì một vụ này thì cái fact thì thực ra rất là đơn giản. Cái fact là gì? Là họ có hợp đồng thuê để làm rạp chiếu phim, đúng không? Giống như ở mình ấy, Megastar thuê của Vincom làm rạp chiếu phim chẳng hạn. Thế thì trong lúc mà Covid chẳng hạn thì chính phủ yêu cầu rạp chiếu phim phải đóng cửa. Giống như bây giờ ở Hà Nội rạp chiếu phim chưa được mở cửa, y hệt như vậy. Thế bạn nào làm rạp chiếu phim hôm nay ở đây? Thế thì rạp chiếu phim, thế thì bây giờ cái ông rạp chiếu phim thì ông bảo ông, bây giờ thì tôi thuê cái hợp đồng của ông để tôi làm rạp chiếu phim, bây giờ là chính phủ người ta yêu cầu tôi đóng cửa, thế thì ông phải tôi phải đấy là cái mục đích duy nhất của việc tôi mà thuê mà cái hợp đồng thuê đất của ông thì tôi mục đích là như vậy, thì tôi phải đóng cửa vì thôi tôi không trả tiền nữa, tôi có làm gì đâu, làm cũng rạp chiếu phim mới được đóng cửa. Argument thì thực ra rất đơn giản, vấn đề thì vấn đề là Việt Nam hay là Lào, Campuchia hay là Anh hay Úc hay Mỹ thì đều gặp vấn đề này, đúng không? Phải đóng cửa thì phải trả tiền. Thế thế thì phải trả tiền, thế thì luật sư thì nghĩ ra đủ các kiểu, đủ nghĩ ra đủ các kiểu cách để giúp cho cái việc mà không phải trả khoản tiền đấy, và khoảng là khoảng 2,9 triệu bảng. 2,9 triệu bảng là bao nhiêu tiền? Bảng là bao nhiêu tiền? Phải biết. 2,9 triệu bảng. Thế thì thế cái vụ kiện này nó đề cập đến hai cái yếu tố. Cái người luật sư cho cái chủ hãng phim ấy, người ta đưa ra hai cái căn cứ để người ta bảo rằng là người ta không phải đóng tiền trong cái khoảng thời gian mà người ta bị đóng cửa vì lệnh của chính phủ liên quan đến dịch Covid. Thì cái căn cứ thứ nhất là căn cứ liên quan đến hợp đồng. Đấy là họ bảo rằng là cái hợp đồng đấy mặc dù không nói gì nhưng mà cái hợp đồng đấy phải nên có được implied term. Gọi chi là implied thì cái tiếng Việt dịch là gì giờ? Ngầm định, phải có một Ngầm cái định điều ạ. ngầm định, đúng không? Phải có thank you Giang, phải có một cái điều khoản ngầm định nói rằng là gì, là tôi thuê cái khu đất đó và có một cái điều khoản, một cái điều kiện nói rằng là với một điều kiện rằng là cái việc mà tôi mở rạp chiếu phim mà tôi thuê khu đất đó phải là hợp pháp. Còn đương nhiên là cuộc đời này không ai thuê cái gì làm cái việc bất hợp pháp cả, thì ông ấy bảo thế. Thế thì ok, do đó ông ấy bảo rằng là trong cái thời gian mà bị đóng cửa ấy, mà mở rạp chiếu phim ra ấy, thì rõ ràng là bất hợp pháp, đúng không? Chính phủ cái đó cấm thì ông không thể mở mở được cả, ông mở thì ông sẽ bị coi là bất hợp pháp. Thế thì do đó rằng là do đó thì cái việc mà tôi đóng cửa là việc mà nằm ngoài ý muốn của tôi, đại khái thế, tôi không thể mở cửa được, thì tôi phải được có một điều khoản ngầm định nói rằng là tôi không phải đóng tiền trong cái giai đoạn mà nếu mà mở rạp chiếu phim đấy ra thì nó bị coi là bất hợp pháp. Nghe có lý đúng không? Nếu mà mình làm cho ông rạp chiếu phim thì một ngày nói có lý thế, theo các bạn thì ông chủ đất ông có thể nói gì lại được, bạn nghĩ được gì không? Đấy, ông rạp chiếu phim ông nói thế đúng không? Quá đúng. Bây giờ thôi thuê làm rạp chiếu phim, chính phủ vào đóng cửa, mày mở cửa ra tao cho mày thành bất hợp pháp luôn, cho mày đi tù luôn, ví dụ thế đúng không? Nghe cực kỳ có lý. Nhưng mà thế, nhưng mà các bạn phải lưu ý rằng là có một cái điểm là nói đi cũng phải nói lại, cái truyền thống của các tòa common law là gì, họ rất ít khi họ can thiệp vào cái thỏa thuận hợp đồng của các bên.
khi mà tòa người ta đã buộc phải đứng ra để người ta bảo là có một implied term. Implied term là gì? Là cái điều khoản mà các bên không nói ra, nhưng mà tòa lại bảo rằng là rõ ràng là mặc dù các ông không nói ra nhưng mà các ông ngầm định là nó tồn tại. Thì thực ra có nghĩa rằng là tòa người ta can thiệp vào cái việc mà quan hệ của hai bên, đúng không? Người ta không nói ra rồi, người ta hai bên ký một cái hợp đồng, đây là hợp đồng thuê trong vòng khoảng 40 năm các bạn ạ, đâu phải hợp đồng thuê trong vòng 4 năm. Hợp đồng thuê trong 40 năm các bên có luật sư hoành tráng cả. Mà tòa lại bảo rằng không, các ông chưa nghĩ đến trường hợp đấy, mà các ông ngầm định với nhau là có một cái điều khoản. Thì đấy là một cái rất là nghiêm trọng đối với tòa, và rất là trong những cái trường hợp cực kỳ là nghiêm trọng thì tòa người ta mới đứng ra người ta bảo có một điều khoản ngầm định. Anyway, hôm nay thì mình mục đích của mình cũng không phải nào nói đến cái chế định liên quan điều khoản ngầm định. Các bạn có thể đọc thêm, mình đã gửi cái này rồi, nhưng mà tóm lại tòa nói rằng là không có điều khoản ngầm định nào ở đây cả. Tóm lại tòa bảo rằng là cái căn cứ trong hợp đồng là không thành công. Ok, xong. Bây giờ mình nói đến cái phần quan trọng nhất của cái buổi hôm nay là cái phần mà ngoài hợp đồng. Thì đấy, ông luật sư thì trong hợp đồng thì không thành công rồi, thì ông lại chuyển ra thành ngoài hợp đồng. Ngoài hợp đồng thì như hôm trước mình đã nói với các bạn về việc rằng là unjust enrichment thì phải có bốn yếu tố, bốn cái element để các bạn có thể establish được một cái claim về mặt unjust enrichment. Cái thứ nhất là phải có một cái enrichment, đúng không? Phải có một cái phần enrichment nào đó. Cái thứ hai là phải có cái phần enrichment đấy phải là at the expense của cái bên nguyên đơn, là bên claimant. Cái thứ ba là cái enrichment đấy nó phải unjust. Và cái thứ tư là không được có bất kỳ một cái defense nào. Thì để có thể là nói đến cái bốn cái yếu tố đấy thì mình nhắc lại một chút về mặt lý thuyết thôi, để các bạn có thể là follow cho dễ. Các bạn cứ tưởng tượng như là tự nhiên bây giờ mình chuyển nhầm cho các bạn khoản tiền chẳng hạn. Thì rõ ràng là mình chuyển cho các bạn, mình chuyển cho Giang đi. Giang làm ví dụ nhá, mình chuyển cho Giang một khoản tiền là 10 triệu. Tự nhiên mình chuyển nhầm thôi. Mình chuyển tiền cho ai đó nhưng mình đánh nhầm số tài khoản để vào tài khoản của Giang. Thế thì Giang có khoản enrichment không? Có, đánh dấu tích luôn, có, tại vì tự nhiên Giang có 10 triệu. Đấy là một khoản enrichment, đúng không? Khoản enrichment có phải at the expense của mình hay không? Là mình là đi claimant mà. Có, tại vì đấy là khoản của mình, đấy là khoản tiền của mình, at the expense của mình. Ok, tích dấu tích thứ hai. Khoản enrichment này có unjust hay không? Thì tòa nói rằng là có. Tại sao có? Tại vì rõ ràng là đấy là tự nhiên đấy là một cái mistaken payment. Nếu mà Giang giữ cái khoản tiền đấy mà Giang không trả lại mình thì Giang unjust quá. Unjust ở đây là gì? Có nghĩa là không công bằng, không hợp lý. Thế thì tòa, sau khi mà tòa đã đọc rất nhiều cái case từ cổ chí kim từ 200-300 năm nay ở trong common law, thì tòa xác định là đúng rồi, cái việc mà ông ấy giữ một khoản tiền mistaken payment ở ai đó ấy, thì điều đấy là unjust. Ok, tích. Yếu tố thứ ba tích. Yếu tố thứ tư là Giang có một cái defense nào để giúp Giang giữ được khoản tiền này không? Câu trả lời là không. Ok, tích. Một khi mà đọc được đủ bốn yếu tố đấy thì mình có thể kiện theo unjust enrichment để mình yêu cầu Giang phải trả lại cho mình một khoản tiền. Trả lại cho mình cái 10 triệu đấy. Thì đấy là một cái claim về unjust enrichment ở dạng đơn giản nhất, để các bạn hiểu bốn yếu tố của việc là thế nào là unjust enrichment. Ok. Thế thì việc quay lại trường hợp như này thì làm sao mà cái argument đấy lại có thể lắp được vào cái trường hợp mà hợp đồng thuê. Thế thì trước khi mà định lắp được cái argument đấy vào hợp đồng thuê thì có một cái điểm mình cũng đã nói được cái buổi hôm trước về unjust enrichment và failure of consideration. Thì cái câu hỏi, một trong những cái câu hỏi quan trọng nhất trong về unjust enrichment là cái câu hỏi thứ ba, là cái khoản enrichment đấy nó có phải là một khoản unjust hay không. Cho mình một giây. Thế thì nó phải là một khoản enrichment, khoản unjust hay không, hay là giống như là cái trường hợp như mình thấy ví dụ của Giang ấy, cái khoản tiền chuyển nhầm tiền thì là một khoản unjust. Thế thì lấy đâu ra cái bài test nào để nói rằng là một cái việc nào đó là unjust? Thế thì tòa common law ở đây là khác với cả tòa của bên Pháp, bên Đức. Mình hiện nay mình không bàn đến cái cách tiếp cận ở bên Pháp, bên Đức. Thế tòa common law họ nói rằng là đấy chính là cái vẻ đẹp của common law. Là cái bài test của tôi ấy, chính là cái bài test ở common law. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tòa người ta sẽ đi, người ta examine tất cả những cái vụ việc từ cổ chí kim. Đấy là common law mà. Law là case law mà. Để người ta xác định xem rằng là cái việc mà những cái yếu tố unjust là gì.
Thế thì nhiều bạn sẽ bảo ừ thế thì cùng tòa con mình lo đấy, ông có nhiều quyền quá, ông cứ nói rằng là thế nào là unjust, thực ra đấy là ý kiến cá nhân của ông. Thế thì thưa các bạn thì thực ra nó không phải như thế, tại vì cái gì nó có, nó có sách mách có chứng và cái gì nó cũng phải có căn cứ của nó. Thì tòa con mình lo để nó phát triển cả hàng năm 600 năm nay rồi, thì đến bây giờ thì nó chỉ có một vài cái unjust factor cơ bản. À, cái unjust factor, một trong cái unjust factor cơ bản nhất và cổ xưa nhất chính là cái như mình lấy ví dụ từ ví dụ chuyển tiền giữa mình và Giang đó, chính là cái việc mistaken payment. Thì đấy chính là một cái unjust factor. Những cái unjust factor cũng quan trọng nữa mà được phát triển trong khoảng 30 năm trở lại đây thì nó gọi là một cái gọi là failure of basis hoặc là failure of consideration. Ngày xưa failure of consideration có nghĩa là gì? Consideration ai học trong ai học trong luật hợp đồng và tìm hiểu qua về common law biết là common law nó có được cái gọi là consideration, hay nói theo cái kiểu Việt Nam mình nó nôm na đọc consideration cho nó sang mồm thôi, lại phải có qua có lại đúng không, kiểu thế, sự trao đổi qua lại thì mới có hợp đồng. Thế thì cái failure of consideration này nghĩa gì? Có nghĩa là nói một cái rất nôm na là một khi cái mục đích của cái basis, bây giờ người ta dùng từ basis là từ hiện đại hơn để dễ hiểu hơn, cái basis của cái hợp đồng đấy mà nó đã fail, fail ở đây là cái gì, có nghĩa là nó không còn tồn tại nữa, thì việc một bên giữ cái phần lợi ích có được từ cái giao dịch đấy là unjust, đúng không? Đấy là cái định nghĩa về failure of basis và failure of consideration và unjust factor. Thì ok, thế bây giờ mình sẽ lắp lắp cái tất cả những argument đấy vào cái case này thì mình thấy như nào? Nếu mà mình là chủ hãng phim, đúng không? Mình là luật sư cho chủ hãng phim, như là trong trường hợp này này, mình luật sư cho chủ hãng phim thì mình sẽ nói là như này. Kính thưa quý tòa, trong cái trường hợp này, kính thưa quý tòa, trong cái trường hợp này thì cái mục đích duy nhất mà tôi thuê cái hợp đồng này là làm rạp chiếu phim. Đó, tôi chả có mục đích gì khác. Tất nhiên là khi nói là làm rạp chiếu phim thì sẽ có rất nhiều dịch vụ đi kèm rạp chiếu phim, ví dụ như bán bỏng ngô, rồi bán nước, rồi bán đồ lưu niệm, rồi đủ các thứ. Nhưng mà cái mục đích duy nhất là tôi kinh doanh, cái ngành nghề kinh doanh là rạp chiếu phim. Đấy là cái mục đích duy nhất để tôi enter into cái hợp đồng thuê này. Thế thì bây giờ kính thưa quý tòa là trong khoảng tầm 6 tháng vừa qua thì dưới tác động của dịch Covid và chính phủ yêu cầu tất cả những rạp chiếu phim phải đóng cửa, ngành nghề kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Thế thì đấy là cái basis duy nhất của cái hợp đồng này nó bị fail rồi, quý tòa. Nó bị fail, thế bị làm sao? Vậy thì tôi khi kính trả lời quý tòa bốn cái yếu tố của một cái unjust enrichment claim như sau. Có một cái enrichment hay không? Câu trả lời là có, tại vì rằng là trong trường hợp này là dù tôi trả trước hay trả sau thì là tôi cũng phải trả cho cái bên kia một khoản tiền, ví dụ như là 2,9 triệu đô đấy trong mấy tháng mà thuê đấy. Thì rõ ràng bên kia đang cầm của tôi 2,9 triệu bảng Anh, không phải đô. 2,9 triệu bảng Anh, đấy là một cái enrichment của bên kia. Tích. Enrichment đấy có phải là expense của tôi hay không? Ví dụ quý vị có, thì vì tôi là đấy là khoản tiền của tôi. Cái này rất dễ chứng minh. Tích. Yếu tố thứ hai tích. Kính thưa quý tòa, yếu tố thứ ba như tôi đã chỉ ra là cái basis duy nhất, cái consideration duy nhất của cái hợp đồng này nó bị fail rồi. Như vậy là cái việc mà bên kia giữ lại cái phần 2,9 triệu bảng ấy, nó là unjust. Tại vì nó là unjust factor, là failure consideration. Tích. Có defense gì không? Bên kia cũng chả nói được cái defense gì quý tòa. Tích bốn cái, ok. Bốn cái element của enrichment đã được thỏa mãn. Vậy thì tôi kính đề nghị quý tòa đưa ra một cái order là bên kia phải trả lại cho tôi 2,9 triệu bảng. Hoặc là tôi không phải đóng 2,9 triệu bảng. Đấy. Nghe hợp lý, đúng không? Các bạn nghe hợp lý không? ông luật sư, ông cinema nói cái gì thì mà chả phải hợp lý. Nếu quả ok tạo gật gù. Thế thì bây giờ các bạn mà là luật sư của bên chủ đất thì các bạn sẽ nói gì? Nhìn cái này ai nói? Các bạn sẽ nói gì? Mời mời Giang các bạn, mình share cái này mình không tại mời Giang. Nó có ghi trong đây là cái cinema nó không có được thể hiện ra ngay trong hợp đồng đúng không? Nên là cái trong cái thời điểm này có thể nói là ông kia khi mà làm hợp đồng chẳng hạn thì ông không có biết là cái consideration của ông này là gì, nên ông chấp nhận cho bên này thuê thì đó không phải một cái thứ mà ông cần nhắc đến, để thì bên kia cứ vì nó không đưa ra cái việc này nên nó làm cái gì đó thì là việc của nó, nên giờ cái việc này nó không làm được thì cũng là việc của nó thôi.
Ok, một cái argument rất là hay, thank you Giang. Một cái argument cực kỳ hay liên quan đến câu hỏi thứ ba là có cái yếu tố unjust hay không. Bên chủ đất đã bảo kính thưa quý tòa, em có biết đâu lúc em cho thuê thì em cho thuê ông ý là cho thuê cái mặt bằng, còn ông ý làm rạp chiếu phim hay ông ý làm nhà kho, ông ý làm văn phòng thì đấy là việc của ông ý, em chả biết, thì đấy là việc của ông ý. Cho nên rằng là nói rằng là cái mục đích thuê cinema là mục đích duy nhất là nó không đúng. Cho nên rằng là ở đây rằng là ông ấy nói rằng là fail của cái basis rồi failure consideration là nó không đúng, đúng như là luật sư Giang đã trình bày. Ok, một cái argument hay cho chủ đất. Các bạn nào có argument khác không? Cố gắng thử 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 xem có nghĩ được cái argument gì dựa trên mấy cái claim về mặt mấy cái element về mặt unjust enrichment như mình vừa nói không? Cái một cái argument gì khác? Thế thì về mặt lý thuyết ấy thì cái failure of consideration này mặc dù mình nói ra một cách nói từ bây giờ nghe có vẻ trôi chảy nhưng mà thực ra cực kỳ khó để mà chứng minh, tại vì một trong yếu tố quan trọng nhất, các bạn nào ở phần chat để mình bật lên xem. Vâng ạ, mời mời bạn Thông hay bạn Hoàng, bạn có muốn bật mic lên chia sẻ không hay là bạn muốn chat hay như nào trước khi mình nói tiếp? Chào các anh em. Ý kiến của mình ấy, thì mình thấy rằng là Dạ. cái việc mà bên thuê để làm rạp á, mà đổi Dạ. tại là alo. Dạ vâng ạ, vâng, em mời anh Thông ạ, hay anh Hoàng, em xin lỗi không biết tên thật của anh là gì. Mọi người nghe thấy không ạ? Dạ vâng ạ, có ạ, có, em có nghe thấy anh ạ, vâng, anh nói. Tôi thấy là cái việc mà bên thuê để làm rạp á, đổ tại là không mở được rạp nên là cho rằng là cái kia nó gọi là cái basis consideration nó fail. Dạ. Nếu mà nói như vậy á, thì giả sử như ông cũng mở được rạp thì rồi tới hồi ông mở ra rồi tới hồi khách không đến xem phim rồi ông lỗ thì ông cũng 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 kêu là mục đích của tôi mở ra như vậy nhưng mà tôi không có đạt được như vậy thì tôi cũng không có trả 2,9 triệu bảng. Thế thì nên tôi cảm thấy là cái lập luận cho rằng cái đó là unjust enrichment thì nó không có được mạnh lắm. Em Dạ xin cảm vâng, ơn. dạ vâng, em cảm ơn anh Thông ạ. Cũng là một ý, cũng là một cái argument, em đồng ý ạ. Và đúng như cả anh Thông và cả bạn Giang đều nói thì cả hai cái argument đấy không có hình ảnh gì ở đây, không hiểu. Thì cả hai cái argument đấy họ đều đi vào đến một cái điểm rõ ràng là ở đây thì cái câu hỏi thứ ba là cái câu hỏi là cái việc đấy có phải là một cái unjust factor hay không, cái việc giữ 2,9 triệu bảng đấy có phải là một unjust factor hay không, có tồn tại một cái gọi là failure of consideration hay không, thì đấy là một câu hỏi cốt lõi như cả anh Thông và bạn Giang đều nói. Thì đi đúng đúng là như vậy, là đây chính là cái luận điểm chủ yếu nhất mà hai bên luật sư cãi nhau trong cái vụ việc này. Thế thì có một số cái vấn đề về mặt lý thuyết trong một cái claim về unjust enrichment mà cần lưu ý. Có nghĩa là gì? Cái yếu tố thứ nhất là một khi giống như những cái lần mình đã nói trong những cái buổi lần trước, một khi mà đã tồn tại cái hợp đồng rồi, các bạn không biết là các bạn đây có các bạn còn nhớ cái vụ về Avonwick, cái vụ về unjust enrichment claim phát sinh từ hợp đồng share purchase agreement lần trước mà mình đã nói hay không? Thì tòa Court of Appeal của anh đã nói rằng là một khi mà đã có giữa các bên mà đã có tồn tại một cái hợp đồng ấy, thì cái cơ hội để một cái unjust enrichment claim nó thành công ấy, sẽ là rất là hữu hạn, rất là hạn chế. Tại vì rằng là một khi mà đã có hợp đồng thì luật hợp đồng người ta phải phải govern cái mối quan hệ đó. Chỉ trong những cái trường hợp cực kỳ là hữu hạn, trong những cái trường hợp mà thực sự là cái giao dịch mà các bên đang tranh chấp đó không được cover bởi cái hợp đồng đó, thì mới có một cái cánh cửa cho một cái unjust enrichment claim có thể xảy ra. Thì đấy là vấn đề thứ nhất về mặt lý thuyết là như vậy, là không phải là cứ lúc nào tồn tại hợp đồng thì cũng có thể có mở được cánh cửa cho unjust enrichment step in. Điều đấy không phải, và nói rất rõ rồi là tôi sẽ chỉ consider cái unjust enrichment claim nếu mà các ông có hợp đồng trong những cái trường hợp cực kỳ là hạn hữu. Ok, hiểu, đồng ý, nếu có hợp đồng thì phải theo hợp đồng. Thế thì tòa bảo ok, nhưng mà trường hợp này đúng là Covid 5.000 năm lịch sử nhân loại thì có một lần thì cũng có thể là trường hợp mà có thể mở ra. Ok, tôi sẽ consider cái case này, consider chưa chắc là thắng. Ok, tòa bảo thế. Ok, đấy là vấn đề thứ nhất về mặt lý thuyết. Cái vấn đề thứ hai ấy, thì giống như cả anh Thông và bạn Giang đều nói đến một điểm rất là quan trọng ấy, tòa nói rằng là gì? Đối với cả một cái claim về mặt failure of consideration ấy, là chỉ khi nào có một cái gọi là complete failure of consideration, cái total failure of consideration ấy,
thì tòa mới 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 gọi đấy là một cái unjust factor. Thế nào là một cái conflict? Có nghĩa gì? Cái hợp đồng thuê này là hợp đồng thuê trong 40 năm. Hợp đồng thuê này là hợp đồng thuê trong 40 năm. Thế thì trọng tâm của cái argument của cái ông luật sư cho hãng phim ấy thì ông phải nói rằng là gì? Cái hợp đồng thuê này nó chỉ bị fail trong cái thời gian 6 tháng khi mà phải đóng cửa thôi. Đúng không? Ông nói thế, trong thời gian 6 tháng thì chỉ có một cái failure of consideration in respect of cái 6 tháng đấy. Chứ còn những cái thời gian còn lại thì ông ấy vẫn đồng ý rằng là cái hợp đồng nó vẫn còn tồn tại, nó không có cái gì gọi là failure of consideration cả. Thế thì tòa bảo rằng là ông nói thế thì ông khôn quá, ông khôn lỏi quá. Ông sever cái hợp đồng này ra, ông xé cái hợp đồng ra thành từng mảnh một. Thế bây giờ 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, 1 giây ông gọi là một cái failure of consideration trong cái 1 giờ, 1 phút, 1 giây, 1 ngày đấy à? Thì tòa bảo rằng là nói như thế thì cũng đúng. Chỉ khi nào mà có một cái failure of consideration trong toàn bộ cái thời gian 40 năm của hợp đồng đấy, cái complete term đấy, thì tòa mới can thiệp vào. Chứ còn đây là ông chỉ bị đóng cửa trong 6 tháng thôi, còn từ tháng thứ 7 trở đi là ông vẫn được mở cửa như bình thường. Như vậy là không có một cái gọi là total failure of consideration ở đây, không tồn tại cái đấy. Ok, đến bây giờ thì mình lại thấy tòa nói có lý. Lúc đấy mình thấy ông luật sư của hãng phim nói có lý, bây giờ mình thấy tòa nói có lý. Thế thì tòa bảo ok, thế trong cái trường hợp này thì rõ ràng là không phải có một cái gọi là total failure of consideration. Đúng không? Còn một cái lập luận nữa mà tòa cũng nhắc đi nhắc lại, rõ ràng là như bạn Giang có nói và như ai đó có nói lúc nãy, là gì? Cái câu hỏi cốt lõi ở đây là gì? Là cái expectation duy nhất và cái mục đích duy nhất của việc ký kết hợp đồng này là gì? Có thực sự chỉ là làm hãng phim hay không? Hay là làm những cái gì khác? Thế thì lấy ví dụ sau để mọi người có thể hiểu được. Mình đi thuê nhà, mình bảo là em thuê một căn nhà, khu đất này để phục vụ việc sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Nguyễn. Thì cái em làm gì thì cái em, đúng không? Em mở cửa hàng quần áo rồi em mở. Tất nhiên đôi khi mình sẽ set out ra một loạt những cái mục đích trong hợp đồng thuê. Mở cửa hàng ăn rồi làm kho rồi làm văn phòng rồi làm đủ các thứ, rất nhiều cái mục đích mà mình thuê. Thế thì thông thường những hợp đồng thuê nó sẽ là như thế, đặc biệt là những hợp đồng thường thuê trong vòng 40 năm thì không ai người ta có thể contemplate ở trong 40 năm người ta chỉ làm một việc cả. Người ta sẽ làm đủ các thứ việc, đúng không? Văn phòng, địa điểm kinh doanh rồi đại lý rồi chi nhánh rồi nhà kho đủ các thứ, rất nhiều thứ ở trong cái một hợp đồng thuê. Đây cũng thế, trường hợp này cũng thế. Không chỗ nào trong hợp đồng nói rằng là mục đích duy nhất của hợp đồng thuê là làm rạp chiếu phim. Cho nên rằng là ông mà lý luận được rằng là đấy là mục đích duy nhất, đấy là cái the only consideration của tôi để ký hợp đồng này, đấy là không đúng. Thì đấy là cái fact của cái case này là thế, nhưng mà cũng phải nói rằng là cái failure of consideration này nó chỉ những trường hợp rất là hạn hữu, rằng là có một cái mục đích duy nhất để bị fail một cách completely, thì cái failure of consideration trong trường hợp đấy mới được gọi là một cái unjust factor. Thì cái trường hợp này nó cái vụ kiện này thì là cái bên bên công ty rạp chiếu phim ý, thì người ta thua, có nghĩa là người ta vẫn phải trả cái khoản tiền 2.9 triệu đô, giống tất cả rất nhiều những cái trường hợp những cái bên bị ảnh hưởng khác trong quá trình bị COVID. Thế nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của việc này là gì? Là tòa mở cánh cửa để cho các bên khác có thể claim, giống như ở dưới này mình có nói ở đoạn 26-27 thì mình có nói với các bạn một cái điều rằng là cái unjust enrichment claim nó sẽ possible trong trường hợp này. Nếu bắt đầu từ nay về sau, ông nào bắt đầu bây giờ là làm hợp đồng thuê chẳng hạn, thì ông ấy sẽ ông nào làm hợp đồng thuê bây giờ thì ông sẽ học cái bài học từ cái case London Trocadero này để ông ấy draft một cái hợp đồng thuê để có thể mở được cánh cửa claim unjust enrichment sau này. Cái yếu tố thứ nhất ý, là cái hợp đồng thuê này phải được draft sao cho là nếu có vấn đề xảy ra thì các bên có thể sever cái hợp đồng này, có thể xé cái hợp đồng này ra thành từng đoạn nhỏ một, đúng không? Không phải chỉ là 40 năm nữa mà có thể xé ra thành 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng. Thế là việc của ông luật sư phải thiết kế ra được một cái điều khoản như vậy. Và cái bài học thứ hai rằng là ông phải ghi rõ là những cái mục đích của việc mà ông ký hợp đồng thuê này là gì. Ông làm hàng ăn hay ông làm bán điện thoại hay ông làm bán cà phê thì ông phải ghi rõ ra là vấn đề đấy là gì. Để nếu có, giả sử trong trường hợp mà tòa Việt Nam người ta có được một cái gì đó để người ta mở được cánh cửa này thì mình có thể claim. Anyway, đấy là một cái trao đổi vui với cả các bạn về việc rằng là có một cái cánh cửa đã được mở ra, đã được tòa Anh mở ra, tòa Úc gần đây nhất ở Queensland cũng có một vụ việc gần tương tự như này và cũng rely vào cái vụ này của tòa High Court ở Anh để giúp cho các bên mở cánh cửa cho một cái unjust enrichment claim liên quan đến hợp đồng thuê. Thì đấy là một số cái nói chuyện vui vẻ các bạn trong cái trường hợp đó. Tất nhiên việc thắng hay là việc thua của từng một vụ việc cụ thể là nó sẽ phụ thuộc vào cái fact của vụ việc đấy. Thế nhưng mà đặc biệt ở trong common law thì các bạn phải cân việc một vụ việc nó có thể fail because of fact hay nó fail because of law.
cái vụ này là fail because the fact, cái fact của vụ này là không support đủ cho một cái claim ở trong unjust enrichment. Nhưng cái vụ viện này lại là một chiến thắng cho cái phe mà muốn mở cái cánh cửa ra cho unjust enrichment. Tòa nói rằng là cái điều đấy là điều có thể. Thì cái tầm quan trọng của vụ này nó rất là lớn. Thì cái khả năng kháng cáo của vụ này gần như là không có, tại vì vụ này ấy, nếu các bạn có nhớ vụ Avonwick lần trước mình có report cho các bạn ấy, thì vụ này chỉ diễn ra một tuần sau cái vụ Avonwick mà cái hợp mà unjust enrichment claim trong cái hợp đồng mua bán cổ phần ấy. Cái vụ Avonwick đấy là vụ của do tòa Court of Appeal của Anh người ta phán quyết, cho nên rằng là cái vụ này cái cơ hội để mà kháng cáo là không có. Ai cũng hiểu điều đấy. Không có xảy ra, cho nên nó là một cái authority nó rất là convincing để cho các bên dựa vào đó để có thể thiết kế được cái claim của mình. Thì vậy thôi. Không biết có nào có muốn trao đổi hay muốn nói chuyện gì thêm không? Alo, chào các anh em. Dạ vâng ạ, em xin lỗi. Vâng anh Thông ạ. Tôi thấy rất là mừng là tòa bên kia người ta xử thua cho cái bên đi thuê. Bên đi thuê, đúng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà tôi thấy cái hướng mà nói rằng là mở ra một cái hướng để mà cho các cái bên khác á, đặc biệt là nếu mà có thể cấu trúc lại cái hợp đồng theo cái hướng là ví dụ như 6 tháng hay là gì đó đó. Rồi nói rằng là không có giới hạn cái chuyện quên phải giới hạn trong cái chuyện mà mục đích thuê đất á. Dạ. Tôi thấy cái đó nó chưa được thuyết phục lắm. Bởi vì nó vẫn không giải quyết được cái mắc mưu là bây giờ giả sử như tôi cấu trúc là tôi thuê 40 năm nhưng mà nói chung là cắt cái hợp đồng ra thành từng đoạn một năm, coi như tự động gia hạn cho đến hết 40 năm đi, coi như là một cái dạng cắt hợp đồng. Cái thứ hai nữa là ok tôi thuê có thể là làm rạp chiếu bóng hoặc là nhà kho hoặc cái gì đó, nhưng mà giả sử như trong cái thời hạn một năm đó rồi tôi không phải là tôi thuê cái làm mục đích gì đó bất kỳ, nhưng mà ví dụ như có một cái vụ hỏa hoạn gì đó xảy ra đi, vâng ạ, chẳng hạn, xong rồi tôi bảo là tôi cũng bị thiệt hại này kia các thứ nên là thôi tôi cũng không trả tiền cho anh, nên nếu mà nói vậy thì tôi thấy cũng không được hợp lý, nên là cái nói rằng là cái vụ kiện vừa rồi mở ra một khả năng thì thấy cái đó nó cũng hơi yếu. Em đồng ý với anh Thông ở một cái điểm rằng là như em đã nói, một cái unjust enrichment claim trong cái context của việc là đã tồn tại một cái hợp đồng ấy, nó rất là hữu hạn. Em không bảo rằng là hai cái con đường ấy nó chạy song song với nhau. Nhưng mà dù em cũng đồng ý với anh là để có thể establish được một cái unjust enrichment claim trong cái bối cảnh này là khó, chứ không phải là dễ. Không phải nói là dễ cả. Nó rất là khó. Tại vì đúng như anh nói về mặt thực tế thì cũng chả ông nào mà xé cái hợp đồng ra lẻ lẻ thì từ một năm như thế, và cũng rất là khó để cho một bên thuê nào người ta có thể contemplate được cái mục đích duy nhất trong cả một cái thời gian rất là lâu dài như thế. Thì tết cơ hợp những yếu tố vào để nói rằng là việc này là khó chứ không phải là dễ. Tuy nhiên rằng ấy, cái việc mà em nói rằng là nó mở ra một cái cánh cửa ở đây là nó chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết và có ý nghĩa về mặt học thuật ở một cái khía cạnh là gì, là cái thứ nhất, unjust enrichment ở bên Anh và bên Úc nó vẫn là một cái học thuyết, nó vẫn đang phát triển và nó chưa phải là học thuyết đã settle như cái luật hợp đồng. Cái thứ hai là mặc dù là trong những cái trường hợp nghe có thể nó không hợp lý lắm về mặt thương mại, nhưng mà cái việc mà các bên nó có thể establish được một cái claim về mặt lý thuyết ấy, mà thành công ấy, thì toàn người ta cũng sẽ công nhận thôi. Người ta cũng không có gì lo gì người ta không công nhận. Thì như em đã nói là một khi anh establish được bốn cái yếu tố ở trong unjust enrichment, ngay lập tức tòa người ta sẽ phải, đấy là common law mà, các vụ trước là như thế, vụ này cũng phải như thế, thì tòa người ta sẽ phải công nhận cái claim của họ. Cái claim ở trong unjust enrichment nó khác cái claim ở trong luật hợp đồng, thì một khi mà anh establish được bốn yếu tố đấy thì là thành công thôi. Thì cái việc mà em comment là họ mở ra một cánh cửa mới này chính là lý do của cái việc rằng là tất cả những cái vụ kiện gần đây như em nói ở trong hợp đồng, kiện trong hợp đồng là fail hết rồi, không có nào thành công cả, đến bây giờ là không có nào thành công cả. Ít ra ở khía cạnh ở tòa, trong những cái trường hợp ở tòa mà nó public để cho mình có thể là mình research được, thì khi mà em nói mở ra một cánh cửa mới này chỉ là ý nghĩa rằng là các bên có thể có thêm một cái claim nữa thôi. Thì đối với cả legal practice thì khi mà tư vấn cho khách hàng thì có càng nhiều claim thì càng tốt, còn cái việc là cái possibility hoặc là cái khả năng kháng kiện của cái claim của nó đến đâu thì đúng là nếu mà đi theo cái này thì nó là yếu chứ không phải là nó là mạnh. Cho nên rằng là thực tế thì thấy rằng là cả suốt 2 năm qua này thì cũng chỉ có một cái vụ việc này là người ta claim cho unjust enrichment thôi,
cũng không phải là claim về mặt thường xuyên, tại vì là một khi luật sư người ta xem cái hợp đồng này, người ta có thể biết ngay được rằng là cái khả năng thắng hay khả năng thua của cái unjust enrichment claim là nó đến đâu. Thì em rất đồng ý với anh ở một cái việc rằng là ở đây là nó có ý nghĩa về mặt lý thuyết nhiều hơn có ý nghĩa về mặt thực tế. Tại vì các bên mà làm ăn thương mại với nhau rồi mà đã có hợp đồng rồi thì tôi cứ theo hợp đồng mà làm thôi, chứ còn ông ra ngoài hợp đồng làm gì nữa. Anyway cũng là một cái. Nhưng ông luật sư thì ông rất quan tâm nhiều cái claim anh không được trả 500 đô một giờ thì ông phải nghĩ ra đủ kiểu claim cho khách hàng của mình thắng thì đâu để cái việc chưa bàn tới. Không hiểu là các bạn nào hay là anh chị nào có muốn trao đổi gì nữa không? Nếu như vậy thì cái mình làm khi mình thay đổi cái cấu trúc hợp đồng như anh nói lúc nãy á, em đang hiểu là nó cũng không phải là thiết kế theo cái điều khoản nào bên trong hợp đồng, nếu như vậy nó thành bên trong hợp đồng rồi, mà mình chỉ đang làm cho cái hợp đồng nó thu nhỏ cái phạm vi nó lại để đúng. Nó có nhiều cái đúng rồi đúng nhiều như cơ đúng sở như, để như mà Giang bên nói ngoài hợp đồng. Đúng rồi, đúng như Giang nói. Giang nói một câu rất chuẩn. Giang nói một câu rất chuẩn là nếu mà ông muốn đi theo con đường ngoài hợp đồng thì ông phải thu nhỏ con đường trong hợp đồng lại. Cái ô nó phải nhỏ lại thì mới có một cái khả năng cho cái kia. Đúng, đúng như Giang nói, còn một khi mà hợp đồng ông làm quá kỹ lưỡng rồi ấy, thì thực ra cái ô trong hợp đồng nó quá lớn rồi. Nó bao quát, nó bao phủ gần như cả cái bầu trời rồi. Thì cái khoảng hở của thứ còn lại cho ngoài hợp đồng nó còn rất ít. Ở điểm này thì cũng nói thêm một tí về mặt lý thuyết nữa là ở bên Anh có một ông ngày xưa SLAH, không biết mọi người có biết đại ca này không? Đại ca này là ông tổ của ngành gọi là jurisprudence. Thì đại ca này có nói không giữ như gọi đại ca cho nó vui thôi, còn bác này thì bác mất lâu rồi. Ngày xưa là trưởng khoa của trường Oxford. Thì bác là nói cả cái hệ thống common law ấy, là nó là một cái tấm lưới mà nó không có khoảng trống. Là nó cả seamless web, tấm lưới không có khoảng trống. Có nghĩa là gì? Giữa tôi và anh có một cái quan hệ trong hợp đồng ngoài hợp đồng gì thì nó sẽ được cover ở một cái góc cạnh nào đó của hệ thống pháp luật này. Không được trong hợp đồng thì ra ngoài hợp đồng, không được ra ngoài hợp đồng thì ra bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đại khai đấy. Nói chung là không có khi nào mà một cái quyền và nghĩa vụ bị xâm phạm mà lại không có một cái cơ chế gì ở trong hệ thống pháp luật không xử lý được. Thì đấy là cái ý tưởng nguồn gốc của đại ca này nói là thế. Seamless web là như vậy. Thì đúng như Giang nói, trong hợp đồng không được thì nó sẽ có một khoảng trống ở đâu đó, ông luật sư phải tìm được khoảng trống đó để đi ra ngoài hợp đồng. Và một khi đi ra ngoài hợp đồng mà không được thì thôi, rõ ràng là cái quyền lợi hợp pháp của ông mà nó không bị xâm phạm thì như vậy thôi. Bây giờ mới biết tên thật của đại ca này. Thank you Tiến Minh. Quyển nổi tiếng nhất của ông này mình đang dịch cái quyển này, The Concept of Law, bạn nào rảnh thì có thể tìm đọc. The Concept of Law thì nó rất là mang tính chất là cái quyển này, quyển textbook của cái môn jurisprudence của mình. Anyway, bạn nào muốn trao đổi gì thêm không? Nếu mà không có bạn nào muốn trao đổi gì thêm thì ơi em phép được chờ mời hỏi Hiếu và trao đổi một chút nhé. Việt Nam mình bộ luật dân sự 2015 thì mới phát triển thêm một cái quy định về cái điều luật là tòa án thì buộc phải thụ lý vụ việc trong kể cả trong trường hợp mà không có luật để giải quyết vụ việc ạ. Thì anh vừa liên hệ với cái khái niệm mà anh nói của ông Web. Next web thì nó giống như kiểu là nó có một cái sự khác biệt giữa hai hệ thống, đúng không ạ? Tức là ở hệ thống civil law thì luôn phải có một cái giải theo lý thuyết thì luôn phải có một cái giải pháp thành văn sẵn để các thẩm phán dựa vào đó để diễn giải ra và giải quyết. Nhưng mà ở hệ thống common law thì lại dựa vào những cái vụ việc đã tồn tại và có thể phát triển mới. Thì anh có bình luận gì về cái sự ra đời của cái điều luật mới này và nó tác động gì đến cái hệ thống pháp luật civil law không? Tức là nó có mang theo biến civil law thành cái gì đó common law không? Nó có ảnh hưởng gì đến tác động đến hệ thống không?
Thank you câu hỏi của Châu rất rất thú vị Châu ạ. À, anh sẽ chia sẻ hai thứ. Một thứ là nó gọi là hard cases và một thứ nó gọi là cái điều 6.2 của bộ luật dân sự anh vừa post lên đây. Bản thân trong common law người ta cũng xác định rằng là có những cái trường hợp mà nó vô tiền khoáng hậu, nó chưa giờ nó xuất hiện cả. Trong common law cũng không có, mà trong luật thực định nó cũng không có. Không có đâu có quy định cả. Thế trong trường hợp như vậy thì thẩm phán người ta phải làm gì? Đúng không? Rõ ràng đấy, có những trường hợp thực sự không có, tìm luật common law cả 200 năm nay, 500 năm nay ở cả hệ thống ở Anh, ở Úc, chả có vụ nào nó đề cập đến vấn đề tương tự như cả. Thì những cái trường hợp như thế thì cậu hát có định nghĩa là một cái hard cases, trường hợp khó, gọi cho nôm na đấy. Thế thì ở đây chính là cái điểm mà nó, bản thân cái hệ thống common law nó còn tranh cãi và nó đi lại, nó ở tranh cãi cái việc rằng là thẩm phán người ta sẽ declare law hay thẩm phán người ta sẽ make the law. Thế cái nhiệm vụ của người thẩm phán theo quan điểm của mình là người theo trường phái bảo thủ, là mình conservative, thẩm phán chỉ có nhiệm vụ duy nhất là declare the law. Declare là gì? Có nghĩa anh phải đi tìm luật và anh declare nó là luật, đúng không? Anh phải đọc luật từ trước đến nay. Rồi anh sẽ phải sử dụng những cái legal reasoning để anh tìm ra những điều tương tự và để anh áp dụng cái luật đấy, và anh quyết định những trường hợp hard cases. Có trường hợp đúng là nó thực sự nó rất là khó, anh lại phải truy nguồn gốc nó từ cổ chí kim, nhưng mà đấy là nhiệm vụ của người thẩm phán. Người ta chỉ có việc duy nhất là người ta phải đi tìm luật đấy, thẩm phán common law mà, đi tìm ở trong common law và người ta declare cái này là law. Chứ nhiệm vụ của người thẩm phán không phải nhiệm vụ người làm luật, không make the law. Thẩm phán không phải from the middle of nowhere giống như một số thẩm phán ở trường phái ở bên Mỹ cực kỳ là liberal, hay là giống Lord Denning ở bên Anh rất liberal, là ok tôi nghĩ thế là hợp lý và người ta sẽ quyết theo một cái hướng đi rất là riêng của người ta không dựa vào common law. Thì mỗi một cái trường phái sẽ có những cái quan điểm riêng, đấy là những cái mà vẫn argument từ trước đến nay. Thì đấy là cái điểm thứ nhất, thì tùy theo trường mình là theo trường phái nào. Còn trường hợp thứ hai ấy, thì anh nghĩ rằng là về mặt công lý, về mặt công bằng mà nói, trong bất cứ một hệ thống pháp luật nào đó, giống như mình nói ở cái phần đầu của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, cái phần hỏi đáp chung, một khi ai đó và cái quyền lợi và nghĩa vụ của họ bị xâm phạm thì phải có ở đâu đó trong hệ thống pháp luật một cái quy định nào đó để giúp họ được đền bù cho cái thiệt hại mà họ đã phải suffer, đúng không? Đấy là nguyên tắc về công bằng thôi, đừng nói được luật, đúng không? Rõ ràng là đấy, ở đâu đó phải là như vậy. Thì đấy chính là cái ý tưởng của cậu hát là như vậy, một cái seamless web là như vậy. Giữa anh và Châu, ví dụ như Châu ra đường Châu đâm anh một cái gãy chân chẳng hạn, thì phải có một cái quy định trong chế định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giúp anh được compensate cho việc đấy, đúng không? Hay là giữa anh và Châu có một cái hợp đồng chẳng hạn, mà Châu vi phạm hợp đồng hay anh vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia chẳng hạn, thì phải có quy định về luật hợp đồng để người ta giúp cho một bên được bồi thường thiệt hại. Thì đấy là phải có ở đâu đó ở trong cái hệ thống luật người ta giúp làm được đấy. Thế thì hệ thống phát triển thì nó hơn hệ thống đang phát triển ở một chỗ rằng là cái hệ thống mà đã phát triển như ở Anh, ở Úc chẳng hạn, thì nó phát triển lâu đời hơn, nó có nhiều trường hợp hơn, nó giúp cho người thẩm phán nó dễ dàng hơn trong cái việc là giải quyết một vụ việc. Còn ở những cái nước đang phát triển như mình thì luật nó vẫn còn đang phát triển, vì luật vẫn còn đang phát triển, cho nên là bộ luật dân sự mình nói rằng là ok, anh phải áp dụng tương tự pháp luật, anh phải áp dụng án lệ, bây giờ có án lệ rồi, đúng không? Anh là cuối cùng cùng lắm thì ăn ra lệ công bằng, đúng không? Đạo đức truyền thống văn hóa của dân tộc nói là như thế thì là như thế. Thì đấy cũng là cái cách mà cái hệ thống đang phát triển để người ta reasoning cái việc đấy thôi, chứ còn về mặt lý thuyết thì cả hai hệ thống đều giống nhau ở việc một khi quyền và nghĩa vụ, xin lỗi, quyền và lợi ích hợp pháp của một người bị xâm phạm thì phải đâu đó có một cái chế định giúp cho họ được đền bù thiệt hại. Thì đấy là quan điểm của anh Châu ạ. Anh nghĩ vậy. Thì ở cái khía cạnh đấy thì anh nghĩ là hai hệ thống giống nhau thôi. Ừ. Không đi quá xa nhau. Anh đồng ý cả Tiến Minh. Em nói đi. Em thử trao đổi với mọi người về một cái, chẳng hạn một em tưởng tượng là một cái vụ việc cụ thể, chẳng hạn như là có một con robot. Bây giờ robot phát triển thì xã hội là người sống cùng với, bắt đầu sống cùng với robot thông minh. Mà cái loại robot này là cái loại robot mà nó có thể học tăng cường, tức là tự nó tham lên mạng của con người và nó học những kiến thức của con người. Đấy, và trong trường hợp mà con người không dạy nó gây thiệt hại cho người khác mà tự nó đi lên Facebook nó xem video bạo lực nhiều rồi nó cũng học làm súng và nó đi bắn vào người khác. Thì không biết là mình có cơ chế hiện tại hay tương lai chúng mình sẽ phát triển cơ chế gì để giải quyết những cái trường hợp mà con robot nó không được lập trình để gây thiệt hại mà nó tự gây thiệt hại. Câu hỏi quá hay.
anh hồi hồi anh học môn luật hành chính ở bên kia, anh có viết một cái bài, hình như anh chưa post cái blog của anh là giải post lên, nó nói về việc rằng là ở bên Úc chẳng hạn, anh lấy ví dụ Úc, phần lớn các hệ thống liên quan đến quản lý hành chính nhà nước bây giờ là do robot phụ trách, máy móc phụ trách, không phải do con người nữa. Em nộp hồ sơ visa chẳng hạn là 99% là do robot người ta phụ trách, nó chấm điểm mỗi thứ rồi nó cấp visa cho em. Thế thì câu hỏi đặt ra là nếu mà nó cấp sai chẳng hạn, đúng như Châu nói, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chả lẽ bắt con robot chịu trách nhiệm à, hay như nào? Thì các hệ thống luật thì nó vẫn đang sóc hơi câu hỏi đấy, đúng như Châu nói đấy, chưa có hệ thống nào ra được câu trả lời rốt ráo xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm, cái người quản lý con robot đấy hay là ai, câu hỏi là ai mà chịu trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm như thế nào. Đúng là một trường hợp là rất là khó khăn. Thế thì anh cũng phải nói đi phải nói lại một cái điểm là mặc dù mình gọi là hệ thống là common law ấy, nhưng phải biết rằng ở những nước như Anh và Úc ấy, cái nguồn luật của nó có ba nguồn: common law, equity và thứ ba là nó vẫn có luật thực định. Vẫn có luật thực định, đây là ba cái nguồn cơ bản của cái hệ thống pháp luật đấy. Thì nếu mà cứ để cho ông thẩm phán ở common law mà ông giải quyết những trường hợp liên quan đến con robot thì câu trả lời là impossible. 500 năm nay làm gì có robot, là làm sao mà có thể mà explore ra được cái gì? Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quốc hội, cơ quan lập pháp người ta sẽ phải ban hành ra những cái luật cụ thể về những cái việc đấy, thì người ta ban hành luật như mình nói, một bộ luật gì đó. Thì đấy là câu hỏi dành cho cơ quan lập pháp, để người ta sẽ phải cân nhắc tất cả những yếu tố về mặt policy để người ta yêu cầu ok, thì bây giờ là con robot nó gây ra hậu quả thì ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm, hay là hệ thống trí tuệ nhân tạo đấy mà nó gây hậu quả thì ai phải chịu trách nhiệm như nào. Thì tùy từng hệ thống mà người ta sẽ giải quyết cái vấn đề đấy khác nhau, nhưng mà có một điều for sure là đấy không phải lĩnh vực của common law, đấy là lĩnh vực của bên ở bên luật thực định, bên bên quốc hội, bên cơ quan lập pháp. Cũng là một ý kiến anh Thông ạ. À, em đồng ý với anh, khi mà em viết cái bài về về luật hành chính ấy thì em đồng ý là cái cơ quan đấy chính là cái, ví dụ như cái bộ ngoại giao, trong cái việc cấp đấy thì người ta sẽ phải ở vào một cái position tốt nhất để người ta quản lý cái hệ thống của người ta thôi. Đương nhiên máy móc thì vẫn là phụ thuộc con người, at the end of the day vẫn là con người để thiết kế ra hệ thống máy móc đấy, con người làm ra cái máy móc đấy, thì cũng là một ý em đồng ý với anh. Nhưng mà Nhưng mà đặt thêm một giả định nữa là bây giờ có một thằng hacker nó lại hack con robot này, bộ ngoại giao hay người chủ của nó đã tìm mọi cách để bảo vệ nó, nhưng mà con robot này nó bị hack và nó mình lại không tìm người hack ra được người hack, vậy chẳng nhẽ lại cứ bắt cái người đang quản lý nó phải chịu toàn bộ thiệt hại, thì liệu nó có fair không? câu hỏi của Châu lại càng hay. Phe không anh không biết, anh không phải là người làm public policy, nhưng mà ở cái cạnh về mặt luật thì cái câu hỏi đấy đã được đặt ra trong cái học thuyết pháp luật về vicarious liability, là chịu trách nhiệm, bây giờ cái tiếng Việt là gì nữa, đại khái là nếu mà Liên employ đới liên đới ở đấy, vicarious liability đấy, đúng như Châu nói, nó sẽ có thể là một cái intervening act đúng không, để giúp cho cái người mà điều hành con robot thì không phải chịu trách nhiệm. Còn cái việc mà hacker như nào đấy là vấn đề về mặt luật hình sự rồi, thì sẽ có luật hình sự người ta giải quyết. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý, tất cả những câu hỏi đấy là những câu hỏi rất là valid, rất là hay. Đấy, anh Thông nói có thể là phe cũng thế, người phe, người bảo phe, người bảo không phe, thì đấy là một câu hỏi dành cho cái cơ quan lập pháp, người ta phải ưu trên khía cạnh là public policy để người ta yêu cầu ai đó phải chịu trách nhiệm, hoặc ai đó phải 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 liên đới chịu trách nhiệm, thì đấy là câu hỏi dành cho cơ quan lập pháp thôi. Một khi người ta ra một cái bộ luật, người ta yêu cầu ai đó phải chịu trách nhiệm thì người ta phải phải làm việc đấy thôi. mình thì mình thì cũng nghĩ phải nghe theo vấn đề về nguyên tắc, à, xin lỗi, mình nghĩ theo không nguyên sao tắc sao là rồi anh Hồng. cái người employer là nguyên tắc là luôn luôn phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như trên thực tế, ví dụ như là mình là công ty vận tải đi, rồi cái người làm thuê cho mình á, là tài xế đó, người ta có gây ra những cái thiệt hại gì đó trên đường đi á, là về nguyên tắc á, là cái công ty đó vẫn phải chịu trách nhiệm. Rồi tất cả các công ty nó mở ra thuê người làm, trong khi quá trình làm và trong các cái hợp đồng đều thường vẫn có cái câu rằng là nếu mà nhân viên của công ty đó mà làm sai gì gì đó thì công ty vẫn phải chịu trách nhiệm. Đó là cái nguyên tắc mình nghĩ là ngàn đời nay nó như vậy thôi, Đúng là một ý, vì tại vì cái em đồng ý với anh Thông. decision decision quan trọng nhất Em đồng ý với anh Thông, em hoàn toàn đồng ý với decision anh quan trọng đấy. nhất là gì? Ông đã ra quyết định thuê cái người đó, ông đã ra quyết định dùng cái con robot đó thì là ông phải chịu trách nhiệm.
chứ không hề nói là tại vì nó bị hacker. Cái bị hacker là tôi không biết hacker là ai, nhưng mà về nguyên tắc là thế nào nó cũng sẽ bị hacker vào một thời điểm đó, mà ông vẫn ra quyết định là ông dùng con robot đó thì ông phải chịu. Mình nghĩ cũng là một đời này nữa. Vâng ạ, cũng là một ý, em đồng ý với anh Thông, cũng là một ý. Nhưng mà đấy, nói đi nói lại, đây tất cả những cái thứ này, việc mà có trí tuệ nhân tạo, việc mà có máy móc, nó đặt ra những cái vấn đề rất là mới ở về mặt private law, cả public law nữa, và vẫn là chủ đề để chúng ta có thể nghiên cứu và tìm hiểu thêm. Ok. Vâng. Trong dân luật nó có một cái gọi là nguồn nguy hiểm cao độ, chẳng hạn như ô tô, xe máy. Chẳng biết. Không biết sau này chúng ta có lên cho robot vào một loại gọi là nguồn nguy hiểm cao độ không? Hay nhưng mà trong trường hợp ngược lại, nếu mà con người ta công nhận tư cách pháp lý riêng của robot trong tương lai chẳng hạn, thì cái mà employer nó lại không còn ý nghĩa nữa, vì robot nó lại có một tư cách pháp lý riêng. Anh cũng đồng ý, có thể nó sẽ phát triển đến cái mức như thế, đương nhiên. Giống như ở bên New Zealand bây giờ chẳng hạn, là người ta đã trao cái tư cách pháp lý cho một dòng sông, đừng nói cho robot, cái cả một dòng sông có một tư cách pháp lý, và dòng sông đấy cơ quan lập pháp người ta chỉ định hàng năm, người ta chỉ định hai người là đại diện pháp lý cho cái dòng sông đấy. Ông mà làm bẩn cái sông, người đấy đứng ra người ta kiện ông đấy. Cái hệ thống nào nó sẽ cũng có những cách xử lý riêng của nó, và cái việc câu hỏi rằng là hệ thống ấy người ta xử lý như thế nào là câu hỏi của từng hệ thống, cơ quan lập pháp của hệ thống ấy người ta làm gì là câu hỏi của từng hệ thống. Thì đấy là các hệ thống nó sẽ phát triển đến một mức như thế, robot rồi dòng sông rồi cây cỏ, ai cũng sẽ có cái tư cách pháp lý của họ, và nó là những vấn đề mới, đặt ra những câu hỏi rất mới. Thì đấy, những cái câu hỏi như thế thì ông muốn ông thẩm phán, ông ngồi làm common law, ông ngồi làm thì không được dạ. Thì là anh Thông vào nói thì em xin lỗi, em bị cắt. Nhưng anh Thông hơi mất mạng thì phải. Thôi em không nghe thấy anh nói gì. Mình nghĩ rằng là ngay cả trong cách pháp lý đó, thì nó cũng giống như là công nghệ của con người. Dạ. Alo. Vâng ạ, vâng. Bây giờ em nghe được rồi, anh có thể nói lại không ạ? Là mình nghĩ là ngay kể cả trong trường hợp mà con robot đó nó được công nhận là một cái tư cách về mặt pháp lý đó, thì nó cũng giống như là một con người đi làm cho một công ty vậy đó. Rồi dạ. Thì nếu mà con robot đó làm sai thì cái công ty nó vẫn phải chịu, giống như là bây giờ hiện giờ tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta làm việc cho một công ty mà trong khi chúng ta làm sai thì cái công ty đó nó vẫn phải chịu cho khách hàng, chứ chúng ta không có, cá nhân chúng ta không có chịu. Em đồng ý với anh, vicarious liability người ta nói vậy, em đồng ý, không bất cứ gì phản đối với. Nhưng mà hình như theo em biết là theo pháp luật Việt Nam thì công ty sẽ thay mặt ra chịu trách nhiệm, nhưng mà sau đó công ty lại được quyền kiện đòi bồi thường lại cho cái người lao động vi phạm, chứ không phải là công ty chịu trách nhiệm thay cho hành vi sai của anh đâu ạ. Tức nếu mà như anh theo logic vậy, nếu mà công ty phải chịu ấy, thì người ta cứ đến vào các công ty người ta gây vi phạm và người ta sẽ thông đồng rồi người ta kiện công ty để lấy lợi ích thì không được, mà là vẫn là anh phải chịu trách nhiệm nhưng mà công ty sẽ đứng ra trả trước, nguyên tắc là lắm lấy người có tóc. Anh thì anh nghĩ rằng là anh thiên nhiên theo hướng của anh Thông hơn Châu ạ. Anh nghĩ rằng em kiện em phải kiện công ty, em kiện đòi bồi thường thiệt hại đấy em phải kiện công ty, đúng không? Thụ một người mà Grab thì bây giờ nó cũng là đang cãi nhau đi công taxi Hà Nội chẳng hạn, đâm phải em chẳng hạn, em sẽ kiện là kiện công ty cổ phần taxi Hà Nội để đòi lại cái khoản tiền bồi thường thiệt hại cho em. Còn cái việc mà công ty và người lao động người ta xử lý nhau như nào đấy là cái việc trong nhà người ta không biết, chứ không phải em kiện người tài xế đấy. Và công ty đứng ra trả tiền cho tài xế thì... Vâng, đúng rồi, ý em là như vậy đấy. Ý em là có thể công ty sẽ là những người có trách nhiệm trước, chịu trách nhiệm thay. Mà ngược lại, nếu mà công ty có khả năng chứng minh lỗi hoàn toàn thuộc về người lao động thì công ty sẽ được đòi bồi thường lại. Đúng rồi. Không phải rồi. Là cứ có vi phạm mà người ngoài sẽ được đòi tiền công ty. Vậy thì anh sẽ có một cái lỗ hổng ở mặt chính sách là người ta cứ vào công ty người ta vi phạm, người ta thông đồng để người ta kiện. Sau đấy thì người ta chịu trách nhiệm gì cả. Ok, đúng rồi. Mình nghĩ là các mọi người đang hiểu giống nhau ở một điểm là gì? Prima facie là công ty là người đứng ra chịu trách nhiệm, đúng không? Còn ông có một cái defense gì về việc là ok, ông đấy là ông ấy làm giờ ngoài giờ, ông ấy tự gây tai nạn, ông ấy tự chịu trách nhiệm, đấy là việc của ông ấy. Đấy là một cái defense của công ty. Đấy là mình hiểu theo hai hướng, nhưng mà prima facie là ông người lao động mà ông ra gây ra một cái thiệt hại cho bên thứ ba trong quá trình ông ý during the ordinary course of the employment. Đấy, ngôn ngữ của vicarious liability nó là như vậy.
thì prima facie case là gì, là ông công ty ông phải chịu trách nhiệm trừ khi ông có một cái defense khác. À, mời Giang cho mình vào thêm câu hỏi của Giang cho câu hỏi. Cảm ơn Hiếu. Thực ra em cũng không phải câu hỏi, em chỉ đang muốn có nêu ra cái suy nghĩ này thôi. Cái việc Giang. Mà công ty trách nhiệm đó thì lúc em học á, em nghĩ rằng là mặc dù có thể công ty không có lỗi đi chăng nữa, thì em thấy cái việc mà người ta quy trách nhiệm cho công ty trước, như anh Minh nói là anh Châu nói là cái năm người có tóc đó, thì em thấy là do một là công ty sẽ là cái người có thể trả tiền, chắc chắn có thể trả tiền vì công ty thường sẽ giàu hơn cái người bình thường, và hai là công ty cũng có thể là cái người sẽ quản lý để cho cái việc này đúng ra không vào xảy ra được nữa, giống như là dạng là người ta kiểm soát cái đầu vào á. Thì trong trường hợp này em thấy đây á, là công ty đối với cái trường hợp mà nhân viên của mình làm hại, hay là cái người quản lý đối với cái robot người làm hại, sẽ là cái người trong xã hội này phù hợp nhất để ngăn cản cái việc này xảy ra. Đúng nên tất cả trách nhiệm quy về họ trước. Đúng như Giang nói, câu hỏi là ai là người phù hợp nhất trong xã hội này để ngăn cản cái xảy ra, thì là một câu hỏi public policy không, quốc hội người ta sẽ trả lời câu hỏi này cho mình, đúng không? Tất nhiên người thì nói là A, người nói là B. Anyway, mình vừa post cho các bạn một quyển sách mình mới mua, đọc rất là hay, AI, Data and Private Law. Các bạn có điều kiện thì các bạn mua để đọc quyển sách này xem. Đặt ra những cái vấn đề rất là mới trong vấn đề là trí tuệ nhân tạo và private law các thứ như nào đó. Ok, cảm ơn các anh các chị, cảm ơn các bạn rất nhiều dành thời gian sáng thứ bảy để trao đổi cực kỳ thú vị, từ unjust enrichment cho đến AI, cho đến hệ thống máy móc, cho đến private law, cho đến vicarious liability. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại mọi người trong những tuần sắp tới của chat room. Bye bye mọi người. Cảm ơn Hiếu, anh Châu, cảm ơn Minh Châu.